Hello mọi người biết Jen đang ở đâu không? Jen đang ở cách Houston khoảng 3 tiếng. Và đây là một cái đi thăm nhà của một người chị. Và cái nhà này nằm trên một cái 30 acre land. So cool. So mình đi coi vòng vòng đây nha. Wow, look at this. Hi Vincent. Hi Wally. Wow, look at this. 30 acre mọi người ơi, it's crazy. Xa xa có một căn nhà thế nè. Căn nhà này trị giá chắc 1 triệu. 1 triệu đô đó mọi người. Cả đất cả nhà luôn á. Bây giờ là mình đi vô nhà, mình thăm rồi mình đi về Houston. It's cold, very cold here. 2-3 ngày trước là có tuyết đó mọi người. Có tuyết nữa. Rồi bye nha.